Tất nhiên là tất cả các cổ động viên Việt Nam đang ngồi trước màn hình để theo dõi đội tuyển, và lúc này bứt tốc rất nhanh, loại được hậu vệ đối phương, dứt điểm đơn giản, và đó là Đức Trinh trong bàn thắng thứ hai của chúng ta. Tôi rất mong được xem lại đường truyền trước đó của Thành Trung để cho thấy chúng ta đã nhường nhuyễn với đòn hồi mã thương như thế nào. Một cú chuyền bóng và bằng tốc độ tuyệt vời của mình, Đức Trinh đã gia tăng cách biệt cho chúng ta. Xin giới thiệu với bóng đá khu vực Đông Nam Á, cặp song sát của bóng đá Việt Nam, Đức Trinh và Tiến Linh, mỗi người đều đã có một bàn thắng đến lúc này, và tổng số bàn thắng của hai cầu thủ Tiến. Một màn diễn có thể nói là hoàn hảo của đội tuyển U22 Việt Nam và của cá nhân Đức Trinh trong hiệp 1 của trận bán kết này. Một trận bán kết mà huấn luyện viên Park dự báo là có nhiều khó khăn với lịch thi đấu dày đặc, với đối thủ đá quen trên mặt cỏ nhân tạo. Họ được thi đấu, họ được nghỉ nhiều hơn, họ đã đá ít hơn, và họ cũng vào trận với tinh thần rất hưng phấn. Nhưng các cầu thủ chúng ta đã biết cách để vượt qua những khó khăn để tạo ra được lợi thế rất lớn trong hiệp thi đấu này. Và tới phút 7 tại SEA Games